Lô, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Mình là Kiên và thời gian gần đây mình có tìm được một chai nước hoa. Nó có giá khá là rẻ, khoảng tầm 500.000. Đắt hơn một chút tùy chỗ bạn mua. Chắc là bằng khoảng tầm 2 đến 3 bữa và các bạn đi ăn ở ngoài với người yêu, với bạn bè. Và mùi hương này mình nghĩ là nó khá là dễ dùng, khá là gọi là an toàn. Và mình nghĩ là rất là phù hợp với những bạn nào có kinh tế chưa tốt, đặc biệt là những bạn học sinh, sinh viên. Chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu đó là chai nước hoa gì nha. Chai nước hoa mình muốn giới thiệu tới trong ngày hôm nay đó chính là chai nước hoa Pengui của nhà Premium Blend. Đây. Đó. Nó có hơi biểu tượng hình chim cánh cụt luôn, đúng với cái tên của chai nước hoa này. Thì thực ra thì mình mua chai nước hoa này với ý định là định làm clone của chai nước hoa Acqua di Gio của nhà Giorgio Armani, phiên bản Pearl Home ấy, phiên bản gió trắng ấy. Nhưng mà khi mình mua về thì mình lại thấy rằng nó không giống như những người khác review, như những người khác đánh giá. Nhưng mà tại vì mình thấy rằng giá của nó khá là rẻ nên là mình đã quyết tâm làm review cho anh em. Mình sẽ mô tả cho anh em chi tiết nhất về mùi hương này. Cái điều đầu tiên khi các bạn xịt cái mùi hương này ra thì các bạn nhận thấy mùi cồn rất là rõ. Còn tầm 50 phút sau thì mùi cồn nó bay mất đi thì các bạn nhận thấy một cái mùi hương rất là tươi mát, rất là sắc lạnh. Cái mùi hương ở đây nó, các bạn đã nhận thấy một chút chua chua của chanh cùng với một chút hơi mặn của muối biển. Và khoảng tầm nửa tiếng đến một tiếng sau thì mùi hương này nó chuyển thành một tổ hợp mùi hương có phần khá là ngọt và có phần hơi xanh nhẹ. Và trên nền hơi mặn mặn. Cái mặn ở đây nó không như ban đầu nữa, mà các bạn thì cần hình dung là nó là một cái như ở một cái tổ hợp mùi hương hoa quả ngọt các bạn thả vào một trong một cái chậu nước muối pha loãng để rửa. Vậy khi các bạn cắn thì các bạn sẽ cảm nhận được cái vị ngọt và cái vị hơi mặn của muối mà các bạn vừa nước muối mà các bạn vừa mới rửa. Và dry down thì cái mùi hương này nó lại là một cái mùi hương có phần hơi aquatic và xạ hương. Nó giống như kiểu là cái làn da mà khi các bạn vừa mới tắm xong các bạn ngửi. Đấy, nó khá là thơm, nó có phần hơi ngọt ngọt của xạ hương và nó có phần hơi kiểu trong trong, hơi mát mát của nước vậy. Như ban đầu thì mình có nói rằng là mình mua chai nước hoa này vì có rất nhiều bình luận, rất nhiều những đánh giá nó là một cái phiên bản rất là tốt của chai nước hoa Acqua di Gio Pearl Home của nhà Giorgio Armani, hay còn gọi là gió trắng ấy. Nhưng mà khi mình mua về mình cảm nhận thì cá nhân mình thấy rằng là nó không hề giống, nó chỉ giống khoảng tầm 50%, giống ở những cái nốt đầu thôi. Và sau phát triển thì cái mùi hương này nó có phần khác khá là nhiều. Và để các bạn dễ hình dung thì các bạn có thể sử dụng cái phiên bản Acqua di Gio, phiên bản gió trắng ấy, và các bạn kết hợp với chai Nautica Voyage, các bạn mix lại với nhau, kết hợp thêm nước biển, các bạn để hình dung mà được. Thì đây là một cái mùi hương như vậy. Và chai hoa này thì bám tỏa trên da mình khoảng tầm 8 tiếng, khá là tốt. Mình đánh giá là khá tốt cho một cái mùi hương mà sử dụng vào mùa hè. Và nó tỏa hương khoảng tầm tốt trong khoảng tầm hơn một cánh tay, trong khoảng 2 tiếng đầu. Và về sau đó chỉ là một cái mùi hương skin scent thôi. Thì với một cái giá như này, với cái giá khoảng tầm 500-600 nghìn, rất là rẻ. Các bạn sở hữu một chai 100ml, nó có thiết kế rất là đẹp đúng không? Đây, đó. Các bạn nhìn trong, có thể nhìn vào trong thì nó phù hợp với những bạn nào có tài chính chưa tốt như là học sinh, sinh viên. Và nếu như bạn nào kiểu chơi nước hoa mà muốn sưu tầm để bày như này thì các bạn mua chai này về cũng được. 500.000-600.000 mình nghĩ rằng là rất là hợp lý để các bạn có thể mua và các bạn muốn cảm nhận được nhiều mùi hương hơn. Còn về cái, đấy là giá. Còn về cái mùi hương của em này thì mình đánh giá rằng là đây là một cái mùi hương ở mức độ an toàn, ở mùi hương mà các bạn phải gặp được rất là nhiều ở trong những cái phân khúc khoảng tầm 1 triệu đến 1,5 triệu. Và mùi hương nó có phần khá là nhàm chán, nó không quá là đặc biệt, nó không đặc biệt luôn chứ không phải là quá là đặc biệt gì cả, nó có phần rất là nhàm chán và nó chỉ là một cái mùi hương sạch sẽ, dễ dùng, dễ sử dụng. Và còn một cái điều khó khăn nữa ở chai nước hoa này thì cái việc tìm kiếm mua nó ở Việt Nam có phần hơi khó so với những cái chai nước hoa khác. Thì tại vì nhiều người ta không nhập về bán, tại vì giá nó quá là rẻ, chắc là lãi không được nhiều nên là họ sẽ không nhập về bán. Nên là có vài nơi các bạn phải săn và các bạn phải tìm kiếm thì các bạn có thể mua được em nó.
Chai nước hoa này thì mình có biết tới trong một cái kênh YouTube review ở nước ngoài, và họ có nói rằng chai này có 15 đô, tính ra là khoảng tầm hơn 400 nghìn, ship cả về đây nó tầm 500. Thì các bạn mua ở Việt Nam nó còn tầm 600, tầm năm hơn 500, 600. Thì mình nghĩ rằng là nó là một cái mùi hương khá là hợp lý. Nhưng nếu như các bạn mua chai này và nó mà nó có giá khoảng tầm 800 đổ lên, 900, thì mình nghĩ là các bạn nên cố thêm một chút để có thể mua những chai nước hoa ở phân khúc cao hơn, như là Acqua di Gio phiên bản Pearl Home này, Versace Pearl Home này, và những chai nước hoa khác vân vân. Ở tầm khoảng tầm hơn 1 triệu là các bạn có thể mua được những chai nước hoa khác ở những thương hiệu lớn hơn, và mùi hương thì nó cũng gọi là có phần tốt hơn chai nước hoa này một chút. Đó, nên là cái chai này mình nghĩ rằng là sẽ phù hợp với những bạn nào có kinh tế còn hạn chế, và các bạn hoặc là mua để sở hữu thì khá là ok. Và đó là cảm nhận của mình về chai nước hoa chim cánh cụt này, thiết kế rất đẹp. Và mình hy vọng là sau khi video này lên sóng thì sẽ có nhiều người nhập nó về bán hơn, và sẽ những bạn học sinh sinh viên thì sẽ có thêm một chai nước hoa để có thêm cái lựa chọn để các bạn có thể mua. Nếu như các bạn không đủ tiền mua những chai nước hoa nó cao hơn thì các bạn có thể mua chai nước hoa này. Và nếu như các bạn thấy video này hay thì đừng quên like, subscribe và chia sẻ kênh YouTube của mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.